Chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là người đại diện đã lên tiếng và đã rõ cái khả năng mà Quang Hải của chúng ta sẽ rời POC về Việt Nam thi đấu trong cái tương lai. Thật sự đây là một cái thông tin không có được vui tí xíu nào khi mà Quang Hải đã để mất cái vị trí của mình ở POC. Cái này thì nói chung là không có trách được POC nha quý vị. Đó, thì thật sự là POC họ cũng rất là tạo điều kiện cho Quang Hải trong cái thời gian mà mới vào đội bóng, và cũng đã có những cái trận đấu mà huấn luyện viên Diogo Tholo đã cho Quang Hải ra sân. Ở cái trận đầu tiên thì cho ra sân 30 phút, còn trận thứ hai, thứ ba, thứ tư là cho đá chính luôn, nhưng mà cuối cùng không thể hiện được cái gì nhiều. Nói chung là thật sự là Quang Hải đã đánh mất phong độ từ cái ngày mà đi qua POC. Không có, nói chung là không có hợp với Quang Hải đâu, thật sự là như vậy. Tại vì Quang Hải là một cái cầu thủ rất là tài năng của Việt Nam, nhưng mà khi qua châu Âu thì Quang Hải chỉ có cao 1m68, 69 gì thôi, là quá trời, nói chung là quá trời cái thể lực và cái thể hình không có lại các cái cầu thủ của bên Pháp, và đành phải chịu là ngồi trên ghế dự bị. Và từ lúc đó thì Quang Hải đã đánh mất chính mình và về Việt Nam đá AFF Cup, thì cũng do là cái phong độ ở bên POC và cũng bị không có được đá thường xuyên đó, bị ngồi trên dự bị, cho nên là về với Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đành chịu khi mà Quang Hải không thể tỏa sáng nguyên một mùa giải, không thể ghi được một bàn thắng. Đó cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta để thua Thái Lan ở cái trận chung kết, và chúng ta đành phải mất chức vô địch của nói chung là mất chức vô địch vào tay của Thái Lan như quý vị. Và thật sự đây là một cái điều rất là đáng tiếc cho Quang Hải, và hy vọng rằng cái sắp tới thì Quang Hải sẽ về với Việt Nam và đá cho một cái câu lạc bộ nào đó, và sẽ lấy lại được cái phong độ để mà cùng với lại là đội tuyển Việt Nam của chúng ta chinh chiến tại vòng loại World Cup năm 2026. Đó chính là cái mục tiêu của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, và cũng như là các cái giải đấu khác của Việt Nam. Chứ bây giờ mà đi ra nước ngoài mà đá mà cứ ngồi dự bị như thế này thì rồi mai mốt đá cho đội tuyển đá làm sao không biết luôn. Nói chung mà thường thường mà cầu thủ mà họ mà bị dự bị nhiều quá đó thì họ sẽ mất phong độ một cách mà nói chung là rất là mệt mỏi nha quý vị. Nói chung là rất là bất ngờ luôn. Đó, một cái gọi là một cái tuột dốc không phanh luôn đấy. Thì Quang Hải là những trường hợp đó. Các cầu thủ cũng đã qua bên nước ngoài như là Văn Toàn nè, rồi Công Phượng nè đó, nhưng mà cuối cùng thì bây giờ Văn Toàn vẫn là một cái cầu thủ có sự sáng suốt nhất khi mà anh đã lựa chọn một cái đội bóng yếu thôi, một cái đội bóng ở giải hạng 2 của giải Hàn Quốc, và anh đã được trao cơ hội nhiều hơn. Còn bên phía Công Phượng cũng thế, nói chung là cũng đang còn mài dũa trên ghế dự bị, đang còn đá cho Nhật Bản nhưng mà đang còn bị dự bị như quý vị. Đó, thì bây giờ tương lai của Quang Hải sẽ như thế nào? Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng xem cái video này nhé. Mới đây thì nhiều thông tin cho rằng tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ chấp nhận kết thúc hợp đồng sớm với lại là POC để trở về Việt Nam thi đấu cho một cái đội bóng giàu tham vọng tại V-League, tức là giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam. Khả năng này là có cơ sở khi Quang Hải không được trọng dụng, số lần ra sân rất là ít ỏi. Cuối tháng 10 năm 2022 đến nay thì thật sự là anh đã mài dũa trên cái ghế dự bị. Báo giới Pháp cũng nhận định tiền vệ sinh năm 26 tuổi của đội tuyển quốc gia Việt Nam khó có cơ hội thi đấu thêm trận nào cho POC ở mùa này. Dẫu vậy, người đại diện của Quang Hải đó chính là ông Michel Donatete Fessini mới đây cũng đã lên tiếng về tương lai của thân chủ. Theo đó thì nhân vật này đã phủ nhận việc Quang Hải sẽ sớm chia tay POC. Ông Michel Donato Fessini không hài lòng với tin đồn là Quang Hải sẽ rời Pháp để mà trở về Việt Nam bị lan truyền trên mạng xã hội trong ngày cá tháng 4, tức là ngày 1 tháng 4 á, và khẳng định đó là không phải là sự thật. Và ông đã ghi như sau: Xin chào mọi người, sáng nay tôi bất ngờ được một người bạn thông báo rằng có kênh báo chí liên lạc với tôi vào tối qua để đặt câu hỏi về tương lai của Quang Hải. Tôi xác nhận là những gì mà tờ này viết hoàn toàn là sai sự thật. Nói cách khác, đó là fake news, đó chính là tin giả vào ngày cá tháng 4. Tốt hơn hết, tác giả nên liên lạc với tôi
để làm rõ. Cảm ơn ủng hộ của các bạn và chúc cuối tuần vui vẻ. Người đại diện của Quang Hải đã cho hay như vậy. Hiện tại thì hợp đồng giữa Quang Hải và Phong C còn một mùa nữa. Tính đến nay, chuyện tương lai đi hay ở lại Phong C của tiền vệ người Việt Nam, Quang Hải vẫn còn rất là nhiều cái dấu chấm hỏi. Trước đó thì người đại diện của Quang Hải chính là người đã chủ động gặp ban lãnh đạo Phong C xin cho Quang Hải xuống đội hình B thi đấu. Khi đó, khi nhận thấy cái cơ hội ra sân ở đội 1 không còn cái khả thi, vì xuống hạ cái giải hạng 5 của nước Pháp, tức là Pau CB, đã giúp cho Quang Hải duy trì được thể trạng và cảm giác thi đấu trước khi trở lại đội hình chính. Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam được đá 94 trận tại Pau CB nhưng cũng chưa để lại một cái dấu ấn đáng kể nào tại Pau CB. Vào cái rạng sáng ngày 2 tháng 4 thì Quang Hải tiếp tục không được sử dụng khi Pau CB đã thua Le Havre với tỷ số là 0-1 ở giải ở vòng 29 của League 2 dù có tên trong cái danh sách đăng ký. Thật sự thì cho dù là một cái tin đồn mà tôi cầu mong là điều đó sự thật để Quang Hải hãy về nước đi, hoặc giả là chuyển qua một cái câu lạc bộ nói chung là một cái câu lạc bộ không quá mạnh ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì mới đủ cái tầm. Chứ còn mà nói thẳng ra thì đúng là ở Việt Nam thì hay thì nhưng qua nước ngoài á, họ đá banh á, họ có cái cách, cái lối đá của họ rất là nhanh, cầu thủ của họ nói chung là chúng ta không thể nào so sánh được đâu. Đó, thật sự là Việt Nam của chúng ta dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo không phải là cầu thủ Việt Nam chúng ta hay, tôi phải khẳng định như vậy. Đúng có những cái cá nhân xuất sắc như Quang Hải nhưng hay là Hoàng Đức, nhưng mà thật sự là cầu thủ của chúng ta nếu mà đẳng cấp ra nước ngoài thi đấu, nếu mà đẳng cấp thật sự thì họ đã được đá chính rồi, chứ không phải mà rất là nhiều cầu thủ Việt Nam của chúng ta đã xuất ngoại và đã bị dự bị. Thậm chí một cái thủ môn rất là hay như Đặng Văn Lâm qua bên Nhật Bản mà còn bị ngồi dự bị, chứ đừng có nói mà huống chi là Công Phượng hay là Quang Hải đặc biệt qua châu Âu đi chứ. Cho dù là một cái giải hạng nhất của nước Pháp thôi, nhưng thật sự là cầu thủ Việt Nam của chúng ta chưa đủ đẳng cấp, chưa đủ cấp để mà thi đấu cho những cái câu lạc bộ đó. Văn Toàn là cái sự Văn Toàn đã lựa chọn một cái cục bộ rất là chính xác, đó chính là một cái cục bộ ở giải hạng 2 của Hàn Quốc và anh đã được thi đấu thường xuyên. Nhưng mà hiện tại bây giờ Văn Toàn vẫn chưa ghi được một bàn thắng nào nha quý vị. Đó, còn Công Phượng thì tình trạng giống Quang Hải thôi. Cầu thủ của chúng ta thì muốn xuất ngoại để mà biết cái năng lực đó, đã biết rồi. Chúng ta thật sự là cầu thủ của chúng ta không có chất lượng bằng Thái Lan đâu. Điều đó là một cái điều sự thật. Tại vì Thái Lan họ có rất là nhiều cầu thủ xuất ngoại và đã rất là nhiều thành công, đó chính là Chanathip chẳng hạn, và chúng ta thì không có được cái điều đó. Và nói chung thì liệu cơm gấp mắm, và cái thời mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã thành công là do là huấn luyện viên Park Hang-seo đã biết cách đoàn kết cái đội hình của đội tuyển Việt Nam lại. Thứ nhất, thứ hai nữa, ông đã lựa chọn một cái lối đá là phòng ngự phản công. Lúc đó thì chúng ta đã có rất là nhiều trận thắng nhờ là kéo đội bạn qua đá luân lưu. Tại ASEAN cũng thế, mà tại U23 Thường Châu cũng thế, hay là các cái giải đấu khác cũng thế. Chúng ta đá AFF Cup, chúng ta vô địch AFF Cup dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là vô địch SEA Games, thì chúng ta đều thể hiện cái lối đá đó. Năm 2019 chúng ta đã để thua AFF Cup, lý do là chúng ta bị áp lực quá nhiều, bị nói chung là bị áp lực làm một cái đội bóng lớn của châu Á, của đội bóng đã có rất là nhiều thành tích, cho nên là huấn luyện viên Park Hang-seo đành phải là cho đội bóng Việt Nam của chúng ta tấn công. Thì một cái hậu quả là chúng ta để thua Thái Lan ở cái lượt trận bán kết kỳ AFF Cup đó, kỳ AFF Cup năm 2020, và lúc đó chúng ta mất chức vô địch. Đó, thì năm nay cũng thế, năm nay thực sự là tôi phải công nhận rằng là cầu thủ Việt Nam của chúng ta bây giờ thì chúng ta không nên mơ mộng quá cao nữa. Chúng ta hãy biết là cầu thủ Việt Nam chúng ta đang ở đâu và lựa chọn đúng để mà được ra sân thường xuyên, để có được cái tình trạng thể lực tốt nhất, để có một cái phong độ tốt nhất để phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Mục tiêu của chúng ta là World Cup 2026 và hy vọng rằng cái thế hệ trước và thế hệ mà trẻ như Quốc Công Khang, Văn Trường như hiện tại thì sẽ đủ để mà gánh vác được đội bóng, để mà đưa Việt Nam của chúng ta trở nên một tầm cao mới. Nói chung là sánh ngang với lại là cầu thủ mà sao chất lượng ngang với lại Thái Lan là tôi mừng rồi.
có rất là nhiều khán giả chắc có lẽ là nói là sao mà nói tiêu cực gì, không phải, cái đó là chúng ta không phải là tiêu cực, chúng ta nên nhìn nhận chúng ta ở trên mây quá nhiều rồi. Đó. Thì huấn luyện viên mới đấy, huấn luyện viên mới của Việt Nam, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, quý vị và các bạn thấy là U23 Việt Nam của chúng ta chuyến vừa rồi đá Doha Cup như thế nào, tại Qatar như thế nào, thua 3-0 trận đầu tiên, thua 4-0 trận thứ hai và thua luôn cái trận đấu cuối ở cái loạt đá luôn luôn. Một cái đội bóng mà thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng với tỷ số 3-0 mà huấn luyện viên Philippe Chaussier đã để thua ở trận đấu cuối, đã để thua một cái lối đá cho là tấn công nhưng mà cầu thủ chúng ta đâu có chất lượng đâu, chất lượng nó chưa có tới, kỹ thuật nó chưa có tới, tấn công với Arsenal, Man City, Barca sao được, đá bóng ngắn không có được đâu. Nhưng mà ai biết được, nói chung là hên xui. Nhiều khi huấn luyện viên Park Philippe Chaussier đang còn thử nghiệm đội hình, và nếu như mà chúng ta mà nếu như mà đi đúng hướng thời của huấn luyện viên Philippe Chaussier thì thật sự là một cái câu là mừng còn hơn là cái gì, sự tuyệt vời thưa quý vị. Và thời này là một thời điểm rất là nhạy cảm để chúng ta để mà chúng ta có được cái một cái vòng loại tốt để chúng ta đoạt vé vào vòng chung kết World Cup 2026. Lúc đó là bỏ châu Á của chúng ta có 8,5 đội được tham dự vòng chung kết, có 48 đội sẽ tham gia cái giải đó, thì lúc đó cơ hội của chúng ta sẽ rất là nhiều. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video mới nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để được phát triển, tạo động lực làm những video tiếp theo nha. Nhớ mua loa kéo di động thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 319. Xin chào và hẹn gặp lại.